Các pháp theo duyên sanh ra như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Các pháp như vô minh cho đến lão tử, như mộng cho đến như thành tầm hương đều không có tự tánh. Lại nói như vậy, trong đây không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ cho đến ý xứ, không có sắc xứ cho đến pháp xứ, không có nhãn giới cho đến ý giới, không có sắc giới cho đến pháp giới, không có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không có nhãn xúc cho đến ý xúc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không có địa giới cho đến thức giới, không có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không có các pháp theo duyên sanh ra, không có các pháp vô minh cho đến lão tử. Lại nói như vậy, trong đây không có mộng, không có kẻ thấy mộng. Nói rộng cho đến không có thành tầm hương, không có kẻ thấy thành tầm hương. Lại nói như vậy, các pháp như thế đều không thật có, vô tánh là tánh. Vì sức hư dối phân biệt của các ông, nên đối với sắc uẩn cho đến thức uẩn không thật có, lại thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn. Đối với nhãn xứ cho đến ý xứ không thật có, lại thấy có nhãn xứ cho đến ý xứ. Đối với sắc xứ cho đến pháp xứ không thật có, lại thấy có sắc xứ cho đến pháp xứ. Đối với nhãn giới cho đến ý giới không thật có, lại thấy có nhãn giới cho đến ý giới. Đối với sắc giới cho đến pháp giới không thật có, lại thấy có sắc giới cho đến pháp giới. Đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới không thật có, lại thấy có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Đối với nhãn xúc cho đến ý xúc không thật có, lại thấy có nhãn xúc cho đến ý xúc. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không thật có, lại thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Đối với địa giới cho đến thức giới không thật có, lại thấy có địa giới cho đến thức giới. Đối với nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không thật có, lại thấy có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Đối với các pháp theo duyên sanh ra không thật có, lại thấy có các pháp theo duyên sanh ra. Đối với các pháp vô minh cho đến lão tử không thật có, lại thấy có các pháp vô minh cho đến lão tử. Lại nói như vậy, tánh của tất cả pháp uẩn xứ giới đều theo các duyên hòa hợp tạo dựng. Kẻ điên đảo vọng khởi nhiếp thọ các nghiệp dị thục, đối với pháp hư vọng đây không thật, vì duyên cớ gì mà các ông khởi tưởng thật có? Bấy giờ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phương tiện khéo léo. Nếu các hữu tình có kẻ san tham, thì Bồ Tát dùng phương tiện cứu vớt, khiến cho lìa xa san tham. Các hữu tình đây lìa san tham rồi, Bồ Tát khuyên họ tu bố thí ba la mật đa. Các hữu tình này do bố thí nên được nhiều tài của, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ này phương tiện cứu vớt khuyên tu tịnh giới ba la mật đa. Các hữu tình đây do chỉ tịnh giới nên được sanh cõi lành, giàu sang tự tại. Lại từ chỗ đây phương tiện cứu vớt khuyên tu tịnh lự ba la mật đa. Các hữu tình đây do tu tịnh lự nên được sanh phạm thế, ở sơ tịnh lự an trụ tự tại. Từ sơ tịnh lự phương tiện cứu vớt lại khiến cho an trụ tự